New York là trung tâm tài chính số 1 thế giới 4 năm liên tiếp. Lý do Singapore thay thế Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Pháp áp phí giao hàng tối thiểu để bảo vệ hiệu sách nhỏ trước Amazon. Tỷ lệ lạm phát ở Sri Lanka tăng lên 70,2% trong tháng 8. Chuyên gia Chủ tịch JD.com đeo gông cầm vô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Công Thương đề xuất EVN có thể điều chỉnh giá bán điện khi giá đầu vào tăng 1%. Thưa quý vị, tất cả nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 24 tháng 9 của DKN TV. Hoàng Quyên xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây tờ Reuters đã dẫn thông tin bản xếp hạng chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu CFCI đã công bố vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Theo đó, New York, Mỹ 4 năm liên tiếp để duy trì ở vị trí trung tâm tài chính số 1 thế giới. Đứng thứ hai là Anh, trong khi đó Singapore đã lên vị trí thứ ba thay thế Hồng Kông, còn Pháp thì trở lại vị trí thứ 10 thay thế cho Nhật Bản. CFCI do duyên công ty tư vấn và nghiên cứu uy tín tại Anh và Viện Phát triển Trung Quốc thực hiện, trong đó đã đánh giá có 119 trung tâm tài chính dựa trên 66.000 văn bản đã đánh giá của 11.038 chuyên gia tài chính và cơ sở định lượng dữ liệu. Đánh giá riêng về lĩnh vực công nghệ tài chính, New York, San Francisco và Los Angeles, Mỹ là ba thành phố đầu bảng xếp hạng CFCI. London đã giữ vị trí thứ tư và Thượng Hải Trung Quốc giữ vị trí thứ năm. Ở một diễn biến khác, New York và California được xem là điểm đến thu hút người giàu Trung Quốc. Cụ thể, Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Mỹ báo cáo vào tháng 7 rằng, trong 12 tháng vừa qua, khách hàng Trung Quốc đã mua bất động sản ở Mỹ với giá trị là 6,1 tỷ đô la Mỹ, duy trì doanh số người mua nước ngoài hàng đầu và tiếp tục xu hướng kể từ năm 2017. Trong đó, đáng chú ý là có 58% khách hàng Trung Quốc đã giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Giá giao dịch trung bình là hơn 10 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 31% mua bất động sản ở California và New York là một mục tiêu lớn khác hướng đến của họ. Công ty tư vấn di trú đầu tư Haley Partner đã dự đoán rằng vào năm 2022, có khoảng 10.000 tỷ phú Trung Quốc có giá trị ròng cao với tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ sẽ di cư ra khỏi Trung Quốc. Với trung bình khoảng 4,8 triệu đô la Mỹ và tổng cộng có 48 tỷ đô la Mỹ sẽ được rút khỏi Trung Quốc, đứng thứ hai trên thế giới sau số lượng người Nga giàu có di cư. Liên quan đến sự kiện Singapore thay thế Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Thưa quý vị, theo đài Channel News Asia, việc Hồng Kông đã áp dụng một phiên bản của chính sách Zero Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc trong suốt mùa đại dịch là một lý do làm suy yếu kinh tế của đặc khu này và đã làm trầm trọng thêm tình hình chảy máu chất xám ở đây khi các trung tâm kinh doanh khác đã mở cửa trở lại, Hiện Hồng Kông vẫn yêu cầu cách ly 3 ngày tại khách sạn với tất cả các du khách quốc tế đến đặc khu. Trong khi biên giới với Trung Quốc đại lục thì hầu như vẫn đóng cửa. Ngược lại, Singapore đã xem COVID-19 là một bệnh đặc hữu và đã xác định chung sống với COVID-19. Hiện Singapore đã mở cửa không hạn chế. Trong những tháng tới, Singapore sẽ tổ chức một loạt hội nghị tài chính và kinh doanh lớn. Tuần tới, họ sẽ tổ chức cuộc đua trong khuôn khổ giải công thức một ban đêm dự kiến có khoảng 4 triệu du khách sẽ đến Singapore trong năm nay. Phản hồi về công bố mới nhất của CFCI, chính quyền Hồng Kông cho biết họ đã chọn tập trung vào các ưu điểm của đặc khu mà không nói về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đang áp dụng. Chính quyền đặc khu cho biết, Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến và mạnh dạng trong thực hiện cải cách nhằm để củng cố và tăng cường thị trường vốn của Hồng Kông, cũng như là một vai trò của chúng tôi với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế. Pháp áp phí giao hàng tối thiểu để bảo vệ hiệu sách nhỏ trước Amazon. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, vào năm 2014, Pháp đã ban hành luật cấm giao sách miễn phí. Nhưng Amazon hay là các nhà cung cấp khác như là FNR đã tính phí chỉ là một xu cho mỗi lần giao hàng. Trong khi đó, các hiệu sách độc lập đã thường tính phí vận chuyển một cuốn sách lên tới là 7 euro. Vào năm 2021, Pháp đã thông qua luật khắc phục lỗ hổng phí giao hàng là một xu nhưng luật này chưa có thể hiệu lực đến khi chính phủ đã quyết định mức giao hàng tối thiểu. Sắp tới thì Pháp sẽ áp giá giao hàng tối thiểu là 3 euro. Bộ Văn hóa và Tài chính Pháp đã thông báo, điều này sẽ giúp cho ngành công nghiệp sách thích nghi với kỷ nguyên kỳ thuật số, bằng cách là khôi phục trạng thái cân bằng giữa các nền tảng thương mại điện tử lớn, chuyên giao sách miễn phí, bất kể là kích thước đặt hàng và các hiệu sách không thể cạnh tranh với mức giá này. Cũng theo bộ này, Pháp sẽ thông báo cho Ủy ban châu Âu EC về kế hoạch này và phí giao hàng tối thiểu sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi EU chấp thuận. Bộ Văn hóa và Tài chính Pháp cho biết, khoản phí 3 euro đã bao gồm thuế và các sàn thương mại điện tử không thể lách luật thông qua các chương trình khách hàng thân thiết hoặc là mua sách chung với các mặt hàng khác. Đối với các đơn đặt hàng trị giá lớn hơn 35 euro thì các sàn thương mại trực tuyến vẫn có thể áp phí giao hàng mùa xu Trước đây Amazon đã cho rằng áp phí vận chuyển cố định sẽ ảnh hưởng đến những người ở khu vực nông thôn, bởi vì họ không dễ ghé hiệu sách và phải dựa hoàn toàn vào việc giao hàng. Trước sự lớn mạnh của Amazon, các hiệu sách độc lập ở Pháp đã có thể sống sót nhờ vào luật năm 1981 cấm chiết khấu giá sách mới. Tuy nhiên, khả năng giảm giá vận chuyển của gã khổng lồ Mỹ vẫn ảnh hưởng tới thị trường. Cục Điều tra Dân số và Thống kê Sri Lanka cho biết trong một tuyên bố, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia NCBI đã tăng lên 70,2% trong tháng trước so với một năm trước đó, sau khi tăng 66,7% vào tháng 7. Giá lương thực tăng 84,6%, trong khi giá của các mặt hàng phi lương thực đã tăng 57,1%. Vào hồi tháng 8, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka CBSL cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức vừa phải sau khi đạt đỉnh khoảng 70% do nền kinh tế của đất nước đã tăng trưởng chậm lại. Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia đã nắm bắt được mức lạm phát giá bán lẻ trên phạm vi rộng hơn và đã được công bố với độ trễ là 21 ngày mỗi tháng. Chỉ số giá tiêu dùng Colombo CCPI được giám sát chặt chẽ hơn, được công bố vào cuối mỗi tháng và đã tăng 64,3% trong tháng 8. Chỉ số này hoạt động như là một chỉ báo hàng đầu cho giá cả quốc gia và đã cho thấy lạm phát đang diễn biến như thế nào ở thành phố lớn nhất của Sri Lanka. Nền kinh tế của Sri Lanka đã giảm 8,4% trong quý 2 đến tháng 6 so với một năm trước đó. Một trong những đợt sụt giảm mạnh nhất trong khoảng thời gian 3 tháng, trong bối cảnh thiếu hụt phân bón và nhiên liệu. Ông Damantha Harmathil, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty đầu tư First Capital, có trụ sở tại Colombo đã cho biết, lạm phát dự kiến sẽ giảm dần từ tháng 9. Tuy nhiên, lạm phát có khả năng chỉ ở mức vừa phải và đạt một con số vào nửa cuối năm 2023. Tình trạng thiếu hụt đô la trầm trọng do quản lý kinh tế yếu kém và tác động của chính sách phong tỏa COVID-19 đã khiến cho Sri Lanka phải gặp khó khăn trong việc thanh toán cho các mặt hàng nhập cảng thiết yếu, bao gồm cả thực phẩm, nhiên liệu, phân bón và thuốc men. Vào đầu tháng này, quốc gia này đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với quỹ tiền tệ quốc tế về khoản vay khoảng là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Tùy thuộc vào việc nước này nhận được sự bảo đảm tài chính từ các chủ nợ chính thức và các cuộc đàm phán với các chủ nợ tư nhân. Chuyên gia, chủ tịch trade.com đeo gông cùm vô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, ông Lưu Cường Đông là người sáng lập và chủ tịch của JD.com, gần đây đã chuyển quyền sở hữu cổ phần của mình tại hai công ty con, sau khi đã thôi giữ chức vụ CEO của JD.com vào tháng 4. Một nhà phân tích các vấn đề Trung Quốc đã tin rằng, ông Lưu đã thực hiện động thái này để đáp lại chiến dịch nhắm vào các giới tinh hoa kinh doanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông lớn thương mại điện tử Trung Quốc bị nhắm tới. JD.com là nhà bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh và là doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, tính theo doanh thu. Có hơn 580,8 triệu khách hàng đang hoạt động và doanh thu là 951,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 148 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, theo báo cáo vào năm 2022. Âm Lưu đã thành lập công ty vào năm 2004 Ông đã nằm trong danh sách 50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới của tạp chí Fortune vào năm 2015. Theo Forbes, ông có tài sản ròng là 12,3 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 21 tháng 9. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thắt chặt quy định chống độc quyền, các công ty thương mại điện tử và công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Tencent và JD.com, đã phải đối mặt với một loạt cảnh báo kỷ luật và phạt tiền. Vào tháng 4 năm 2021, cơ quan quản lý thị trường của Bắc Kinh đã triệu tập hơn 30 công ty internet Trung Quốc, bao gồm cả tradee.com và đã cảnh báo họ về hình phạt nghiêm khắc nếu họ không tuân thủ các quy tắc cạnh tranh. Báo cáo đã được đưa ra sau khi Bắc Kinh đã ban hành hướng dẫn chống độc quyền mới vào tháng 2 năm 2021. Các quy tắc này nhắm vào các nền tảng Internet lớn, chẳng hạn như là gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã bị phạt 2,75 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2021. Sau đó, ông Lưu đã từ chức giám đốc điều hành vào tháng 9 năm 2021 và đã từ chức CEO vào tháng 4 năm 2022. Ông vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vào ngày 16 tháng 9, các công ty con của Trady.com là Trady Health và JD Logistics đã thông báo trên sợi giao dịch chứng khoán Hồng Kông rằng ông Lưu đã đồng ý chuyển nhượng 45% cổ phần của mình cho phó chủ tịch tập đoàn JD Miao Nguyên. Gông cùm vô hình. Nhà phân tích các vấn đề Trung Quốc Quang Hy đã nói với ứng bản tiếng Trung của The Epoch Times vào ngày 19 tháng 9 rằng Bắc Kinh đang loại bỏ tất cả nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc bằng cách là thắt chặt các quy định vì sự sự thống trị của họ trong nền kinh tế và chính trị để bảo đảm quyền thống trị độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc, chẳng hạn như là ông Jack Ma của Alibaba, ông Trương Nhất Minh của Biden và Hoàng Tranh của Pinduoduo đã được cho nghỉ hưu sớm. Nhà phân tích quan đã nói rằng, những người như là ông Lưu Cường Đông đều đang đeo gông cùm vô hình dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông Lưu đã từ chức khỏi ít nhất là 298 công ty với tư cách là giám đốc, chủ tịch và cổ đông. Trong 6 năm, ông Lưu đã quy ra tiền mặt tổng cộng là 10 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2016 theo truyền thông của Trung Quốc. Ông Quang đã nói rằng, hành động của ông Lưu đã cho thấy ông ấy đang cố gắng để bảo vệ lợi ích của mình, nhưng ông ấy không thể ngăn cản Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa quá giới hạn, chế độ sẽ tấn công mạnh đến ông ấy như đã đối phó với Didi. Didi là công ty gọi xe của Trung Quốc đã nhận khoản phạt là 1,2 tỷ đô la Mỹ bởi vì đã cáo buộc vi phạm luật bảo mật dữ liệu sau cuộc điều tra kéo dài một năm, buộc công ty phải hủy niêm yết tại Mỹ vào tháng 7. Ông Quang đã cho biết, nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang siết chặt quyền lực, và đã kiềm chế các đối thủ chính trị và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trước thềm đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ độc tài này sẽ không bao giờ cho phép các doanh nghiệp tư nhân như là những gã khổng lồ về internet phát triển một cách thiếu kiểm soát. Thông qua áp lực, đàm phán, tổ chức lại và kiểm soát, chế độ sẽ loại bỏ ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mục tiêu của mình. Chuyển sang tin tức trong nước. Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để lấy ý kiến nhằm để sửa đổi quyết định 24 của Thủ tướng được thực hiện từ năm 2017. Theo đó, khi có báo cáo về chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn EVN, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được xem xét, điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu. Trường hợp các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với mức giá hiện hành, thì giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng. Đây được xem là một điểm thay đổi khi quy định trước đây đã biến động giá 3% trở lên thì mới được điều chỉnh. Như vậy, quy định trên có thay đổi so với trước đây được đưa ra tại quy định 24. Phân cấp cho EVN được điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện khi giá bình quân tăng từ 3% đến dưới 5%. Theo báo tuổi trẻ cho biết, việc giá bán lẻ điện bình quân được giảm từ 3% xuống còn 1% thuộc thẩm quyền của EVN sẽ khiến cho biến động giá cả có thể được điều chỉnh với biên độ nhiều hơn. Đối với mức giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 5%, cơ chế điều chỉnh không có nhiều thay đổi so với trước đây. Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán theo quy định tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá. EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện Bình Quân để trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xin ý kiến điều chỉnh. Nếu giá bán lẻ điện Bình Quân tính toán tăng từ 10% trở lên so với giá bán lẻ điện Bình Quân hiện hành hoặc là ngoài khung giá hoặc là ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, EVN lập hồ sơ phương án giá trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.